Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ đầu tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Hưởng ứng phát động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng và lựa chọn nhiều công trình, phần việc thiết thực để thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ xã Thự Kiệm được Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội đã tổ chức thành công tốt đẹp, tạo được niềm tin và khí thế mới để đảng bộ và nhân dân trong xã bước vào giai đoạn mới. Để đạt được những kết quả trên, đảng bộ xã chú trọng phát động các phong trào thi đua đến các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên và nhân dân. Theo đó, mỗi chi bộ, đoàn thể đăng ký bằng những phần việc cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, rồi các ngành đoàn thể thì cũng có những cái việc làm cụ thể. Như thanh niên thì có tổ chức các cái đoạn đường thanh niên thắp sáng đường quê, hay là phụ nữ có cái đường hoa phụ nữ, mặt trận thì có các cái hòm thư góp ý, còn hội nông dân thì có những cái nội dung thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cũng có những các cái mô hình điển hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và các cái mô hình dịch vụ. Đến nay thì tất cả các cái công việc mà các ngành đoàn thể, các chi bộ, các nhà trường tổ chức đăng ký với đảng ủy thì các đồng chí tổ chức thực hiện rất là tốt và đã tạo nên một cái không khí thi đua sôi nổi để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thực Kiệm lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng và Đại hội Đảng các cấp nói chung. Không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ xã cũng trở nên sôi nổi tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Thì trước mắt chúng tôi đã làm được một số những cái tiêu chí như đường điện, đường cây, rồi là một số chỉnh trang nhà văn hóa và thiết bị nhà văn hóa. Tới đây còn một số những tiêu chí còn lại chúng tôi tiếp tục hoàn thiện để cho trong năm 2020 để đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là cái chào mừng các cấp và tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện cái cuộc phát động của trên Đảng bộ, chúng tôi về phát động toàn dân, tất cả tập trung mọi nhà nhà người người là đều có cái làm cái công tác vệ sinh môi trường, tu sửa các vườn hoa, rồi là các gia đình, các đường rong chúng tôi phát động là treo cờ Tổ quốc, treo cờ Hồng Kỳ để lập thành tích để chào mừng cái đại hội đảng bộ. Sau khi tổ chức đại hội chi bộ thì ban chi ủy cùng với các đồng chí trong cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã lên kế hoạch và xây dựng một công trình để chào mừng đại hội đảng bộ xã Thự Kiệm nhiệm lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025. Và công trình này thì chúng tôi huy động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng với lại cái nguồn kinh phí của nhà trường. Thực hiện năm dân vận chính quyền, Ủy ban dân xã Thự Kiệm đã dành nguồn kinh phí hơn 9 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất để đầu tư nâng cấp, mở rộng trên 3 km tuyến đường trục chính. Đây cũng là công trình được Đảng bộ xã chọn để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, góp phần tích cực nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tôi cho đây là một cái công trình rất là xứng đáng để chào mừng Đại hội Đảng. Bởi vì con đường của chúng tôi trước đây là con đường này nó nhỏ. Bây giờ được Đảng bộ xã thế rồi là được cấp trên quan tâm nâng cấp cái con đường cho bà con tôi. Bà con tôi thấy là rất là phấn khởi. Để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo hướng đồng bộ, liên tục, thiết thực và hiệu quả, quyết tâm lập thành tích cao nhất. Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ tháng 2 nhằm tạo ra khí thế mới để toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần chỉ đạo đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã chọn ít nhất một công trình, dự án, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thực hiện, tránh hình thức, phô trương, trong đó gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.
Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ đầu năm cho đến tháng 8 năm 2020, và cái nội dung trọng tâm đó là trên các lĩnh vực, các cấp bộ đoàn thì đồng loạt triển khai cái đợt sinh hoạt chính trị với chủ điểm tuổi trẻ Kim Sơn sắt son niềm tin với Đảng, thanh niên xây dựng Đảng, giáo dục lý tưởng truyền thống cách mạng cho thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó thì Ban Thường vụ Huyện đoàn chúng tôi đã lựa chọn công trình xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ tại Cuồn Thoi để làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, và đồng thời thì đoàn cơ sở cũng lựa chọn xây dựng các công trình phần việc thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiêu biểu như là công trình đoạn đường thanh niên tự quản, hàng cây đường hoa thanh niên hay là công trình cổng trường an toàn giao thông. Thắp sáng đường quê được xem là một trong những công trình thiết thực mà đoàn thanh niên các xã trên địa bàn huyện Kim Sơn đăng ký triển khai để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đoàn thanh niên thì phát động cái chương trình thắp sáng đồng quê thì ở dưới cơ sở cũng họp chi bộ phát động với nhân dân và các cái đảng viên trong chi bộ gọi là nòng cốt để phân các đồng chí đảng viên trong chi bộ đi phụ trách và vận động từng khu vực dân cư để phát triển để làm cái điện năng lượng điện thắp sáng đường quê. 100% đường dòng của xóm đã có điện sáng về ban đêm, đảm bảo công tác an ninh thắp sáng và đi lại của bà con nhân dân trong xóm nó thuận tiện hơn, để đóng góp vào để chào mừng cái Đại hội Đảng bộ xã Tân Kiệm lần thứ 26. Thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt tích cực phát động triển khai thực hiện nhiều phần việc thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo. Trong tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã ủng hộ, quyên góp, kêu gọi từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, xây, sửa nhà cửa, giúp các đối tượng sớm thoát nghèo. Việc làm cụ thể này đã được đánh giá cao, góp phần cùng cả tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu hạ tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 xuống còn 2%. Được sự quan tâm đến của đoàn thanh niên và tất cả các đoàn thể, các tổ chức chính quyền giúp đỡ tôi, đến năm nay tôi đã là 76 tuổi. Không biết nói gì hơn, chỉ có chúc các anh giúp đỡ những người như tôi là được nhiều hơn nữa. Đây là một cái việc làm là hết sức là có ý nghĩa, và nó từ đây nó cũng lan tỏa cái việc làm của thanh niên tới tất cả mọi các cái đoàn thể, mọi cái tổ chức chính trị khác. Còn tại Nho Quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tập trung chỉ đạo các tổ chức thành viên đăng ký nhiều phần việc cụ thể hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Đường hoa ở thôn Phú Linh, xã Văn Phú, mô hình điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp của Hội Phụ nữ huyện Nho Quan, hay mô hình nhà sạch vườn đẹp kiểu mẫu ở thôn Hiền Lương, công trình chào mừng đại hội của Hội Phụ nữ xã Văn Phú là các ví dụ điển hình. Các mô hình này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên, nhiệt tình góp công góp của, từng bước tạo chuyển biến trong công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đi lựa chọn và làm lấy 12 nhà của thôn Hiền Lương để làm cái mô hình nhà sạch vườn đẹp, trồng hoa, trồng các cây xanh ở vườn để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho hội viên, phần vào cảnh quan chung của thôn xóm. Chúng tôi thấy rất cái chương trình này rất là hiệu quả và nó bảo đảm được cái môi trường xanh sạch đẹp. Cái thứ nhất, cái hai nữa là nó cũng là cái tăng cái món ăn tinh thần cho từng thành viên, từng hội viên trong gia đình cũng như là trong cộng đồng. Thì thực tế thì chị em nhận được cái chương trình này thì cũng rất là phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng, và cũng tuyên truyền cho nhiều chị em hội viên khác nắm được để tới đây là sẽ triển khai rộng ra toàn chi hội. Từ khi mà được xã chọn điểm làm cái công trình làm chào mừng Đảng ấy, thì là thôn Phú Linh chị em phụ nữ của chúng tôi là thường xuyên có cái kế hoạch chăm sóc hoa, như là một tuần là chị em chúng tôi nhổ cỏ này rồi tưới cây, cố gắng làm sao mà muốn cho một cái quang cảnh đường làng ngõ xóm là xanh sạch đẹp. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, phong trào thi đua đang diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo không khí phấn khởi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân lập nên những thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn,
Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành hướng dẫn số 03, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, thay thế hướng dẫn số 04 ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích giới thiệu một số nội dung mới tại hướng dẫn 03 như sau. Về thủ tục hồ sơ ứng cử, đề cử. Việc ứng cử đề cử ở Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội, nếu ứng cử cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp Đảng ủy cơ sở. Đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội. Phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử. Việc ứng cử đề cử ở đại hội đảng bộ từ cấp huyện và tương đương trở lên. Đại biểu chính thức ở đại hội ứng cử để bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch đại hội. Đảng viên chính thức không phải đại biểu đại hội, nếu ứng cử để bầu vào cấp ủy thì nộp đơn ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội. Về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội. Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người mình đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.